Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Trong nội dung bài trước, chúng tôi đã chia sẻ về 5 điều ông vua dầu mỏ Rockefeller dạy con để duy trì sự giàu có của gia tộc, trong đó có cả những bài học về đạo đức và bài học về tài chính. Cho anh chị nào có quan tâm, chúng tôi có để link bài chia sẻ trong phần mô tả bên dưới. Trong bài chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi muốn đi sâu hơn về một bài học mà chúng tôi đánh giá nhờ nó mà những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc Rockefeller đã tôi rèn được bản lĩnh vượt qua được thử thách vượt sướng. Đó là bài học về quy tắc có làm có hưởng. John D. Rockefeller, người đặt nền móng cho sự giàu có của gia tộc Rockefeller, đã làm thuê cho cha ông để kiếm tiền tiêu vặt từ thuở nhỏ. Sáng sớm, ông đến nông trại, đôi khi giúp mẹ ông vắt sữa bò và nuôi gà. Sau này, ông còn làm nhiều công việc khác để kiếm tiền. Ông có một cuốn sổ tay, thống kê số lượng công việc hàng ngày, tính 0,37 đô la một giờ làm việc và ghi vào sổ để kết toán với cha. Ông làm việc này rất nghiêm túc, cảm nhận lao động là thiêng liêng và vô cùng thú vị. Tự kiếm tiền và ghi chép lại chi tiêu không chỉ là công việc của người đàn ông giàu có đời thứ nhất trong gia tộc. Hậu duệ đời thứ hai, đời thứ ba, thậm chí là đời thứ tư trong dòng họ Rockefeller đều nghiêm khắc làm những việc như vậy. Rockefeller có tất cả 5 người con, tiềm lực kinh tế của gia đình ông vượt xa so với mặt bằng chung của người dân. Nhưng ông lại vô cùng buồn xỉn với các khoản chi tiêu vặt của con cái. Ông quy định các con của mình tiền tiêu vặt căn cứ theo độ tuổi, từ 7 đến 8 tuổi cho 3 hào một tuần, từ 11 đến 12 tuổi cho 1 đô la một tuần và từ 12 tuổi trở lên cho 2 đô la một tuần, mỗi tuần đưa tiền một lần. Ông còn phát cho mỗi người con một cuốn sổ nhỏ ghi rõ từng khoản chi tiêu và yêu cầu họ đưa ông kiểm tra khi lĩnh tiền. Người nào ghi chép rõ ràng, chi dùng thỏa đáng, cuối tuần được tặng thêm 5 xu, ngược lại thì bị cắt giảm. Đồng thời, người nào biết làm việc nhà cũng được nhận thù lao trợ cấp tiền tiêu vặt. Ví dụ như bắt 100 con ruồi được 1 hào, bắt được một con chuột được 5 xu, nấu ăn, xếp củi, nhổ cỏ đều có phần thưởng khích lệ. Thuở nhỏ, Nelson A. Rockefeller, con trai thứ hai của ông, sau này làm phó thống đốc, và Norman S. Rockefeller, con trai thứ ba của ông, sau này là người đã mở ra ngành công nghiệp mới. Anh em họ chủ động nhận công việc đánh giày cho cả nhà. Giá mỗi đôi giày da là 5 xu, mỗi đôi bốt là 1 hào. Anh em còn cùng nhau nuôi thỏ bán cho trường y làm nghiên cứu, kiếm tiền tiêu vặt khi mới 11-12 tuổi. Trong câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng John D. Rockefeller không vì giàu có mà cho con dễ dàng tiêu xài trên số tiền cha mẹ kiếm được. Ông còn được coi là người bủn xỉn với con khi cho con số tiền tiêu vặt quá nhỏ so với tài sản kếch xù mà mình có. Nhưng ngay cả với số tiền nhỏ bé đó, ông cũng không hề dễ dãi với con để con tự ý tiêu xài, mà thay vào đó là rèn và khuyến khích con với thói quen ghi chép lại chi tiêu và có thưởng phạt dựa trên mức độ chi tiêu hợp lý. Đây là một kỹ năng quản lý tài chính vô cùng quan trọng nói chung và cũng là một tư duy quản trị tài chính giúp ích cho gia tộc Rockefeller sau này trong việc phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, những đứa trẻ trong gia đình giàu có cũng phải lao động để có thêm tiền tiêu vặt ngoài số tiền được cha cho sẵn. Họ kiếm được tiền từ những công việc trong gia đình như bắt ruồi, bắt chuột, nấu ăn, xếp củi, nhổ cỏ hay đánh giày, cho đến những công việc kinh doanh như nuôi thỏ bán cho trường y. Chính từ việc được dạy dỗ và rèn luyện dựa trên tinh thần có làm có hưởng, cùng với đó là những nguyên tắc tài chính trong gia đình mà gia tộc Rockefeller trải qua hơn 100 năm và gần 10 thế hệ chưa từng xảy ra tranh chấp tài sản. Thế hệ con cháu sau này vẫn có hàng tỷ USD và cho đi hàng tỷ USD, khác hẳn với nhiều gia tộc giàu có như Vanderbilt, Carnegie hay Astor. Trên thực tế, nhiều gia đình tranh chấp, mâu thuẫn với nhau từ chính việc ai sẽ là người điều hành công ty, nó nên được điều hành như thế nào và ai sẽ là người được hưởng lợi. Gia tộc Rockefeller đã không còn sở hữu công ty gia đình kể từ năm 1911, khi Standard Oil bị chính phủ chia tách thành các công ty niêm yết do luật chống độc quyền mới. Chính sự thay đổi này đã tạo tiền đề để tránh cho thế hệ sau tranh chấp tài sản khi chỉ có một công ty gia đình chung.
Bên cạnh đó, gia tộc này cũng sở hữu nhiều những công ty tài chính để hỗ trợ cho việc quản lý và phát triển tài chính trong gia tộc. Tính đến năm 1992, gia tộc này có 5 cánh tay chính: công ty Rockefeller & Co. để quản lý tiền bạc, Vanrock Associates là một công ty vốn đầu tư mạo hiểm, công ty Rockefeller Trust quản lý hàng trăm tín thác gia đình, công ty bảo hiểm Rockefeller quản lý bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên trong gia đình, công ty quản lý rủi ro Arcadia môi giới bảo hiểm, hợp đồng ra các chính sách cho bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ của gia đình, bất động sản và máy bay tư nhân. Kết hợp với một loạt các ủy thác được soạn thảo cẩn thận, các thành viên trong gia tộc không được tự ý sử dụng phung phí các nguồn tài sản của gia tộc mà phải tuân theo quy tắc chung. Chính vì thế, cổ phần và các tài sản tài chính được chuyển lại cho thế hệ tương lai mà ít phải chịu sự quản lý tự phát và mai một một cách nhanh chóng như các gia tộc khác. Dạy con theo quy tắc có làm có hưởng như gia tộc Rockefeller hữu ích với mọi đứa trẻ trong các hoàn cảnh sống khác nhau. Từ tư duy này, trẻ sẽ có tinh thần tự chủ, biết vươn lên, tự chịu trách nhiệm với bản thân mà không dựa dẫm ỷ lại. Bên cạnh đó, trẻ còn biết trân trọng giá trị của sức lao động và ý nghĩa của đồng tiền được kiếm ra từ chính sức lao động của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.